chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì em đi qua cái chỗ này thì thấy có mấy cây giáo lùng có và cúc lùng có đang nở bông nha cả nhà. Thì em thấy thứ nhất là chỉ đàn của cái sản phẩm này nó đều này, thứ hai là bông đẹp. Thì em cũng quay em giới thiệu nha. Thì đây cả nhà xem này, đây là giáo nha cả nhà, cái mặt bông này rất là chuẩn chế nha, rất là chuẩn nha. Đây mặt bông đây này, mặt bông đây là cả nhà này, đây nha, đây là mặt bông này. Đó. Bông trục nha, đảm bảo này. Đó. Rất là chuẩn cho cô chú anh chị các bạn tham khảo nha. Đó. Em đẹp quay này, thứ nhất là chi đàn này, đây nha cả nhà, chi đấy, đều này cả nhà này, ok nha, đều từ dưới đều lên nha cả nhà, từ dưới lên nha, không có một cái chỗ nào là chê được nha. Đây, em sẽ báo về cái thông số cái này cho cái nhà xem. Thứ nhất là về thông số phần này, phần cái này là khoảng độ 12 nha cái nhà, 12 hoặc 12 độ nha. Là cây khi mà nó lòi mặt đất 2,5 phân là bắt đầu chi nha, chi lên là nó đều xín luôn nha cả nhà, chi lên là đều luôn nha, không có chỗ nào để chúng ta có thể chê được cây này nha cả nhà, đều rất đều rất đẹp, cây rất khỏe, cao khoảng độ 1m1 rồi tới 1m2 cả nhà xem. Bông đây, bông này quá chuẩn xem, có bông nha, hai lớp 2, 4, 6, 8, 10 cánh nha cả nhà, bông 12 cánh này. Đây mặt bông này cả nhà, bông rất là đẹp này, cả nhà xem nha. Em quay này, quay này xa xa này cả nhà này, đây là xa xa nha cả nhà, để em quay xa đấy cho cả nhà xem. Ok chưa cả nhà? Thì nó hiện tại là nó đang có mặt bông. Cho nên em quay là cây đầu tiên, cây số 1 đây là cây giáo nha cả nhà. Cây số 1 cây giáo. Còn cái đường kính của hoành này thì khoảng độ 80 nha. Hơn 80 nha cả nhà. Đó. Thì em đã báo chi tiết cây số 1 nha. Chi tiết cây số 1 cho cả nhà xem nha. Đó, cây số 1 đó. Thì cả này chậm đều xít như cả nhà này, rất đều luôn nè, không có chỗ nào hở luôn nè cả nhà. Cây số 1, cây số 2 nè cả nhà này, đây cây số 2 này, rất ok nha. Đây cả nhà xem này, thứ nhất là mặt bông nha, đây mặt bông này, rất khéo này, 6, 8, 12 cánh nha cả nhà, bông này, bông cả nhà xem cái bông này. Nếu như nói cái mặt bông này thì chúng ta không chê vào đâu được nha cả nhà, nửa bói nha cả nhà nha, nụ này. Đó, bông nụ đó. Đó, ok chưa cả nhà? Đây em quay một vòng trước này, để cả nhà xem này. Chọn chỉ ở này nha cả nhà nha. Chọn chỉ ở này. Quá trời đẹp nha cả nhà. Này nụ này cả nhà này, đây nó bói nhưng mà rất đẹp nha. Nó bói nha. Này, cái hoành nó khoảng độ 12 nha cả nhà. Này chỉ đạt từ dưới gốc lên luôn, gốc lên luôn, rất khéo luôn cho cô chú các chị các bạn. Này. Chỉ tàn thì dưới gốc là luôn, rất khéo nha, chỉ tàn bồng rất ok, bồng giáo nha, bồng rất ok nha cả nhà. Đó, cây số 2 là cả nhà này, rất khỏe nha, rất khéo và rất khỏe. Ta để cho cô chú anh chị các bạn tham khảo nha. Đây này, bồng quá xuất sắc luôn nha cả nhà, nụ này. Đó, cả nhà xem đó. Bên này cũng có một mặt bông nữa cả nhà này. Bên này có mặt bông này. Đó, bông xuất sắc rồi cả nhà. Rất to. Đó, cái chiều cao của nó khoảng độ 1m1, 1m2 nha cả nhà. Đường kính là khoảng 80. Hoành là khoảng 12. Đó, chi tàn đều tứ bên luôn nha. Đó, rất là đẹp nha. Ok cho cả nhà nha. Đó, thì cả nhà xem và tham khảo cây này nếu được thì nhắn tin gọi điện cho em. À, một cái cây nữa đây cả nhà này, một cây đây cũng giáo luôn này cả nhà này, nó cũng trong ở đây này, bông nó rụng này cả nhà này. Cây này cũng chi tàn rất đều nha, đây này. Cây này này cũng 12,5 nha, hoành cũng 12,5, bông khéo này cả nhà này, bông này, đó, 12 cánh nha, và đặc biệt cây này là huyết long này, huyết long này cả nhà, cô chú anh chị các bạn xem đó. Đây là huyết long nha. Cô chú anh chị các bạn xem
ký nha. Các cái sản phẩm em giới thiệu ở đây, chì tàn này rất đẹp về cả bốn bề, các chị các bạn tham khảo, rất là ok nha cả nhà. Đó thì em cũng tranh thủ em quay cái lô này nha. Còn một cái cây cúc này em quay cho cả nhà luôn này. Cây cúc là cây cuối cùng này. Nhưng cây cúc thì giá nó cao hơn cả nhà với cái bông này. Bông này cả nhà này. Mặt bông này. Đây này, cả nhà xem cái mặt bông này. Đó. Cô vẽ nha, nó hơi màu xanh xanh phải không ta? Mặt bông nha, cây cúc nha. Bông này. Để cả nhà xem này. Bông nha. Bông này. Wow, cái bông này đẹp luôn. Cái bông này. Bông cúc để bông này cả nhà này. Cái bông xuất sắc cả nhà ơi. Kết cái bông này luôn rồi cả nhà. Xuất sắc bông, cái bông nào cũng nó to này. Cả nhà xem. Xuất sắc về bông này. Nó to kinh khủng luôn rồi cả nhà. Đó, cả nhà xem nha, mặt bông nha. Vậy là em khỏi giới thiệu về mặt bông nữa cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ đi xuống gốc này. Cây cúc này nha cả nhà. Cúc này. Thứ nhất là cái hoành nó khoảng độ 12 thôi nha cả nhà. Chì tàn này. Chì tàn này cả nhà xem chì tàn này. Chì tàn cũng được nha. Chì tàn đẹp nha. Đây, bắt đầu lên khoảng độ 7 phân là bắt đầu có chì rồi. Đây cả nhà xem này. Đều nha cả nhà. Quá đẹp nha. Cao nó khoảng độ 1 mét nha cả nhà. Cao khoảng 1 mét. Rất ok nha. Bông xuất sắc, mặt bông luôn nha. Kết cái mặt bông của cái cây này luôn rồi cả nhà. Kinh khủng. Bông có bông nào là đá bông đó luôn cả nhà. Bông, bông. Cả nhà xem cái bông. Kinh chưa? Bông không chê vào đâu được nha cả nhà. Mặc dù chỉ là nửa bói thôi nha cả nhà nha. Rồi khách hàng có thiện chí thì nhắn tin gọi điện cho em theo số là 0836013528 nha cả nhà. Em là Hoàng Anh Tuấn nha. Thì chúng ta sẽ thương lượng các cái sản phẩm này. Nếu được thì khách hàng chúng ta mua nha. Kính chào tạm biệt cả nhà nha. Kính chào tạm biệt cả nhà.